Chào mừng các bạn quay trở lại với 3D Easy và mình là Phú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với chủ đề là Speed Painting. Như các bạn sắp sửa thấy thì trong cái lúc vẽ bức tranh này thì ban đầu mình hơi thiếu tự tin và lúng túng rồi, tại vì lâu quá rồi mình không có vẽ màu. Nhưng mà càng về sau thì mình càng feel được nó hơn và mình càng thấy tự tin hơn. Và cái kết quả cuối cùng cho ra là mình rất là hài lòng. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Và lỡ như mà các bạn thích luôn những cái video mà trước giờ mình làm á, thì nhớ subscribe YouTube channel để ủng hộ mình có thêm tinh thần để làm những video tiếp theo nha. Mày là một cái thằng cơ hội ha, ha, cái thể loại câu view rẻ tiền còn lâu, subscribe cho nha. Kệ bố, chào. P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. Just a dead man falling tonight, 'cause I need it.
give and you take. You're running around and I'm running away from you, from you. You're